Xin mời các bạn cùng đến với trận thi đấu đơn nữ lứa tuổi 15-31 trong show thứ hai. Và phía bên xa này các bạn là tay vợt trong trang phục áo xanh của đen là tay vợt Nguyễn Thị Thúy đến từ Bắc Giang. Và phía gần của các bạn là tay vợt Nguyễn Thủy Linh trong trang phục áo đen của đen đến từ Đồng Nai. Vâng, ở set đầu tiên thì chiến thắng thuộc về tay vợt Nguyễn Thủy Linh. Và ở trận thứ hai này thì điểm số đang là 11-9 cho Nguyễn Thị Thúy. Vâng, pha cầu rất hay. Vâng, như vậy là 12-8 rồi. Vâng, xin lỗi mọi người, 12-9, vâng, như vậy là 12-9 rồi. Vâng, pha chạm cầu rất tốt nhưng tuy nhiên thì Thúy vẫn có thể hất cầu lên được. Rất hay. Hay quá. Rất dài cầu. Như vậy là điểm đã thuộc về tay vợt Nguyễn Thị Thúy của Bắc Giang. 13-10. Rất hay, một pha cứu cầu rất cố gắng của Nguyễn Thị Thúy. Vâng, như là pha đập cầu không quan lưới của Thùy Linh. Điểm số 14-11 cho Thúy. Vâng, như vậy là 16-11 rồi. Thank you.
đùa anh à? Em đang đùa anh à? Em chưa vui anh. Chính để trong lái viên làm gì nhỉ? Thank you.
Vâng, như vậy điểm số là 3-0 cho tay vợt Vũ Thị Thúy của Bắc Giang. Hay quá. Và khi cầu rất nỗ lực của Thúy nhưng rất tiếc là không thể ghi điểm được trong pha cầu này. Vâng, như vậy là điểm số đầu tiên cho Thúy Linh. Như vậy là 4-1 cho Nguyễn Thị Thúy. Thúy giao cầu. Chân cầu rất hay. Vâng, như vậy là cầu vẫn trong sân. Vâng, 5-1 cho Nguyễn Thị Thúy. Vâng, 5-1 Nguyễn Thị Thúy giao cầu. Thank you.
Vâng, như vậy thì cầu đã ra ngoài. 3-7 cho Thúy Linh. Chắn cầu tốt của Thúy Linh. 4-7 cho Thúy Linh. Vâng, như vậy là 6-7 rồi, khoảng cách chỉ một điểm thôi. Vâng, như vậy là cầu đi ra ngoài, trọng tài xác định cầu đi ra ngoài. Vâng, như vậy điểm số được san bằng 7 đều. Lên lên quả liền để lên nhiều quá. Ngoài wow. Như vậy là cầu đi ra ngoài, đuổi ra cầu 8-7 cho Phương Thúy. Cầu đi ra ngoài. Bé bé bé. Không thay. Đi ra là không sức. Vâng, như vậy thì là 8 đều cho cả hai đội viên. Và nên nhớ tốt của Thúy Linh, 9-8 cho Thúy Linh. Yeah.
hay quá. Hay. Và một pha tặng người rất hay của Phương Thúy. Vâng, và như vậy là 9 đều. Rất hay. Toàn thế là không thành ra. Vâng, như vậy là 11-9 dành cho Thùy Linh rồi. Thùy để lên sâu quá. Của Lai Châu hôm qua này.
qua ấy quá rồi. Đôi nam buổi sáng đã tuổi nhưng mà rồi. Trận trước. Thầy Tuấn à? Thầy Tuấn. Đấy là những hài hỏng mất trực thế. Ngồi đâu mà không thủy. Vâng, như vậy là 13-9 rồi. Tao nên ra về chỗ thuốc hoa ấy mày ạ. Cùng quê anh em chơi nhau suốt mà. Tập với nhau suốt. Nhưng mà thấy là... Phú Thọ. Từ Phú Thọ đánh cho 5 đồng. Nên như vậy đổi giao cầu 10-13 cho Phương Thúy. Của Phương Thúy 11-13 rồi. Bắc Giang cố lên. Nói chung là Bắc Giang thắng hay là Đồng Nai thắng? Xếp thứ hai là Bắc Giang thắng. Xếp 1 là Đồng Nai thắng. Tức là đang đều. Và 1 đều với xếp 3. Thắng luôn. Vâng, 12-13 rồi. Em quay lại nhìn cái này. Vâng. Đấy, hơi ngoài thì... Hay quá nhỉ. Trong. Rất tiếc là cầu ra ngoài rồi. 14-12 cho Thủy Linh. Cố gắng để ghi từng điểm một. Vâng, như vậy là 13-15 rồi, khoảng cách chỉ còn 2 điểm thôi. Còn 14-15. Cố lên. Cố lên.
còn như vậy là 16-14 rồi. Hai. Lên để cho. Qua. Hải quay xe này. Vừa đánh sao lại đánh như thế nào? Ngã. Sáu mươi bốn cho Thùy Linh. Vâng, pha chấm cầu hỏng rất đáng tiếc của Phương Thúy. 17-14 rồi. Nền điểm liên tục của Thùy Linh. 18-14. Cầu đi ra ngoài, rất đáng tiếc. 19-14 rồi. Rất đẹp mắt. Vâng, trời ơi, vẫn còn. Đất thầy. Vâng, như vậy là lại một pha cầu tự hỏng của Phương Thúy rồi. Vâng, như vậy là điểm cuối trận đấu 20-14. Vâng, như vậy là cầu trong sân. Vâng, trọng tài đã đưa ra quyết định là cầu trong sân. Vâng, và như vậy là trận đấu đã khép lại với phần thắng nghiêng về tay vợt Thùy Linh của Đồng Nai. Vâng, xin mời các bạn cùng theo dõi những trận đấu tiếp theo.